Như vậy Anza sẽ giải thích cho các bạn là một cái chiếc máy lọc không khí mà nó kiêm hút ẩm. Như con này thì cả 3-1 mình không nói, nhưng mà đại khái là lọc không khí mà kiêm hút ẩm thì nó phải như thế nào. Đó, thì xưa đến giờ rất là nhiều người vẫn đang nhầm ở những người ngoài siêu thị cái thứ ấy, thì họ đang có những cái hoặc các cái bên một số hàng ấy thì nó đang có một cái số con máy như là người ta nói là cái loại là lọc không khí kiêm kiêm hút ẩm. Thế thì bây giờ nếu như lọc không khí thì phải có cảm biến chất không khí. Thì ví dụ như con máy này nó là lọc không khí, tức như là con này là nó lọc 3-1, lọc không khí hút ẩm và bù ẩm, mình không nói nhưng mà mình đang nói nhá. Ví dụ như đây, đây là cảm biến bụi, đây là cảm biến mùi. Đó, thì cái lọc không khí nó phải có cảm biến về chất lượng không khí thì đấy gọi là lọc không khí các bạn nhé, chứ không phải là cứ có một hai cái màng mà gọi là máy không khí thì không phải. Đấy, ví dụ như đây là màu cam mà có bụi này, đây là có mùi là đang sạch này. Ví dụ như mình chỉ cần rũ nhá, đây này, test cảm biến này, ví dụ đấy nhá. Đó, bạn thấy chưa, màu đen à màu đỏ, thì đấy là để phản ánh chất lượng không khí ở trong phòng, ở cái nơi máy đặt, thì đấy mới gọi là một chiếc máy là không khí hút ẩm nhá. Nhưng mọi người bây giờ vẫn đang hiểu nhầm ở cái siêu ở một số bên bán những cái dòng máy mà nó có cái gọi là lọc không khí hút ẩm ấy, hút ẩm kêu lọc không khí, nhưng nó không cảm biến chất lượng không khí thì mình không đánh giá đấy là một dòng máy lọc không khí máy lọc không khí và hút ẩm nhá. Thì mọi người phân biệt ra nhá, đã là máy lọc không khí thì phải có cảm biến chất lượng không khí, đấy mới gọi là một chiếc máy chuẩn.